Biển đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, được nhiều thế hệ xác lập, bảo vệ và thực thi chủ quyền. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sinh ra và lớn lên ở địa phương nằm sâu trong đất liền, những học sinh này chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống và làm việc tại khu vực biển đảo. Sau buổi tuyên truyền về biển đảo và hoạt động thu hút nguồn nhân lực cho Hải quân của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, nhiều em đã thay đổi suy nghĩ. Sau buổi tuyên truyền ngày hôm nay, em đã hiểu biết được thêm về lực lượng Hải quân, là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước Việt Nam. Xem những cái video về lực lượng Hải quân Việt Nam thì em thấy đôi chút là rất là thú vị và cảm thấy khá là vinh dự khi được tham gia vào lực lượng Hải quân Việt Nam. Có thể trong tương lai em sẽ cân nhắc để đăng ký. Với đường bờ biển dài hơn 3.000 km và vùng biển rộng lớn, cùng diễn biến phức tạp của tình hình chính trị quốc tế, đòi hỏi nước ta phải xây dựng lực lượng hải quân chính quy hiện đại, đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Giữ vững chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, những ngày vừa qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với Vùng 1 Hải quân tổ chức các buổi tuyên truyền tại các địa phương thu hút hàng nghìn cán bộ đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Chủ điểm của những buổi tuyên truyền giúp cán bộ nhân dân có cái nhìn cụ thể, toàn diện về công cuộc xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc, đồng thời giúp mỗi người thấu rõ vị trí, tầm quan trọng và tình hình thực tiễn trên các vùng biển đảo nước ta, trân trọng những gian lao vất vả hy sinh của người lính hải quân, từ đó thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Quân chủng Hải quân thông tin về cái tình hình Biển Đông thời gian gần đây và cái kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền của cán bộ chiến sĩ hải quân. Mục đích là nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, rồi xây dựng động cơ, trách nhiệm và đặc biệt là cái tình yêu đối với biển đảo Tổ quốc cho các cái tầng lớp nhân dân để cùng đồng hành với cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân trong thực hiện nhiệm vụ rất là cao cả, rất là thiêng liêng, đó là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho các cháu là học sinh trung học phổ thông, vì đây chính là cái lực lượng sẽ kế cận rồi là kế tiếp cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ hải quân hiện tại. Hướng về biển đảo quê hương, các tổ chức đoàn thể, các trường học trên toàn tỉnh Hưng Yên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiết thực như các cuộc thi tìm hiểu về biển đảo đất nước, chương trình hành trình tuổi trẻ với biển đảo quê hương. Đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân một số hải đảo. Từ đó, nhân lên tình yêu nơi đầu sóng, ngọn gió với các đồng bào chiến sĩ ngày đêm gìn giữ một phần máu thịt của quê hương.